Tết nào cũng một bài ca muôn thuở, ao ước năm mới huy hoàng, nhưng gia riêng đến nơi rồi mà vẫn ì ạch. Vậy thì tại sao còn ngồi đó, xách mông ngay và luôn để trở thành phiên bản xịn sò hơn chỉ với 3 bước thôi? Bạn đã sẵn sàng khởi đầu hành trình đổi mới bản thân với cuốn Hành trình thức tỉnh này chưa nhỉ? Theo chân hai nhân vật Thanh Toàn và Bờm, cuốn sách zoom in cận cảnh những giác ngộ của tác giả Tạ Minh Tuấn, những lẽ thực về vũ trụ, con người, sự sống và cái chết cho chúng ta khoảng lặng để tìm lại chính mình. Còn nếu bạn đang mông lung với công cuộc cách tân cuộc sống, thì hãy để Refresh 20 ngày làm mới bản thân trở thành coach của bạn nhé. Hơn cả một cuốn sách, đây là khóa huấn luyện 20 ngày với hệ thống 20 quy luật đơn giản mà hiệu quả để định vị lại bản thân. Chỉ cần bạn kiên nhẫn áp dụng mỗi ngày thì chắc chắn cá sẽ vượt vũ môn mà hóa rồng thôi. Để trở thành phiên bản tốt hơn, chúng ta cũng cần say bay với các khủng hoảng. Đó cũng chính là lý do mà bạn cần bỏ túi 21 thuật quản lý khủng hoảng bản thân như kiểm soát tinh thần, tiết kiệm năng lượng của bản thân, nhìn thẳng vào sự thật hay tự tin vào năng lực của chính mình đấy. Năm mới mà chưa có những cuốn sách này trên kệ là có lỗi với bản thân lắm đó nha.